vụ xe khách bị ném vỡ kính, bắt giữ 5 đối tượng. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Mai Xuân Đức sinh năm 1997, Lê Ích Tấn sinh năm 2001, Nguyễn Hải Quốc sinh năm 2001, Lê Đình Minh sinh năm 2001, đều ở xã Quảng Lưu và Lê Văn Bảo sinh năm 2002, ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương. Trước đó, ngày 18 tháng 6, anh Bùi Văn Tài sinh năm 1985, ở huyện An Lão, thành phố Hải Phòng là lái xe của nhà xe Quốc Tuấn, chạy tuyến Hà Tĩnh Hải Phòng đến công an huyện Quảng Xương trình báo. Vào lúc 0 giờ sáng ngày 18 tháng 6, anh Tài điều khiển xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 37B8.27, khi đến địa phận xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương thì bất ngờ bị nhóm đối tượng khoảng 10 người chặn đầu xe, dùng gạch đá ném vỡ kính xe, khiến một hành khách bị thương nhẹ. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Quảng Xương đã nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng nêu trên là thủ phạm chính gây ra vụ ném vỡ kính xe ô tô của anh Tài. Tại cơ quan công an, 5 đối tượng khai nhận do mâu thuẫn giữa hai nhà xe Cúc Mừng và Quốc Tuấn đều chạy tuyến Hải Phòng Hà Tĩnh nên đối tượng Hồ Viết Dũng, sinh năm 1980, ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa là chủ quán cơm Ngọc Hiếu, ở xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương đã chỉ đạo đàn em chặn đường ném vỡ kính xe ô tô khách của nhà xe Quốc Tuấn. Vụ việc đang tiếp tục được công an huyện Quảng Xương điều tra mở rộng. Trần Lê, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.